Viên uống trị nám Transino là một trong số những cái tên vàng của làng mỹ phẩm có khả năng giúp làn da một bước lên tiên. Công hiệu trị nám trong phiên bản mới, Qaecilia được đánh giá rất cao. Thực tế cho thấy, sản phẩm xứng đáng để người mua dùng lựa chọn. Transino là thương hiệu đến từ Nhật Bản, rất nổi tiếng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm. Điểm đặc biệt nhất của thương hiệu này chính là việc hãng sẵn sàng thay đổi, tìm tòi và áp dụng công nghệ mới. Trong mỗi sản phẩm, sự đổi mới trên da luôn chắc chắn đi đúng hướng. Đây là nền tảng để viên uống trị nám Transino Qaecilia có được nhiều giá trị khác biệt, hiệu quả trị nám tăng nhanh tốt hơn, công dụng chăm sóc da ổn hơn. Một thành phần Transino Qaecilia có sự tham gia của hai thành phần đỉnh cao là vitamin C liều cao và lecithin. Bên cạnh đó, viên uống cũng có sự góp mặt thêm của 4 loại vitamin mà bất cứ làn da nào cũng sẽ cần. Đó là vitamin E, B2, B3 và B6. Trong khi vitamin C liều cao làm mờ hắc tố đen melanin, thì lecithin làm đẩy nhanh sự loại bỏ các gốc tự do, giải độc cho da. Vitamin E nâng niu làn da thêm căng mọng thì B2, B3, B6 sẽ đảm nhận vai trò hỗ trợ thêm cho chất lượng của màu da. Viên uống trị nám Transino nổi bật với việc không tham lam quá nhiều dưỡng chất vitamin bổ sung. Trên thực tế, các thành phần tham gia không quá nhiều, không quá phức tạp. Nó đảm bảo sự đơn giản và cân đối. Vì thế tính phối hợp, tương hỗ giữa các dưỡng chất sẽ được thể hiện rất tốt. Mỗi thành phần đều đã được căn chỉnh định lượng phù hợp, được bảo toàn các chức năng điển hình riêng. Đặc biệt, nguồn thành phần của viên uống là hoàn toàn tự nhiên. Hai công dụng. Viên uống trị nám Transino Qaecilia cho thấy hiệu quả an toàn trong nhu cầu điều trị nám thứ phát, đốm nâu, thâm sạm màu và tàn nhang. Mức đánh giá về công dụng của Qaecilia theo phản hồi từ những người đã từng sử dụng là màu da thay đổi rõ rệt sau 2 tháng. Viên uống trị nám Transino sở hữu nguồn dưỡng chất bổ sung tự nhiên. Do đó, viên uống cũng có thể được coi như một thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ sức khỏe, tăng đề kháng cho cơ thể. Đặc biệt, đối với sự bổ sung chất trên da, viên uống cho thấy giá trị thăng hạng nhan sắc đáng nể, da trắng khỏe mạnh, bật tông da, da săn chắc, căng mịn, làm chậm lão hóa. 3 cách sử dụng. Ngày uống 4 viên chia ra làm 2 lần, sáng chiều, uống sau ăn. Không uống khi mặt trời xuống, không tốt cho thận. Uống nước ngày 1 lờ để phát huy tác dụng hiệu quả. Thương hiệu Transino, xuất xứ Nhật Bản, Japan.